À, xin chào tất cả mọi người nha. Đấy, hôm nay thì em sẽ giới thiệu một cái loại loại lan ha, cũng đặc hữu của Bình Thuận. Cái này là lan sóc nha. Đấy. Thì người ta hay là gọi là sóc lào á. Ha, nhưng mà ở đây thì ở mình thì mình gọi là sóc sóc tím hay là sóc ta. Đó. Thì hoa của nó thì nó giống như thế này. Đấy, cái mặt hoa của nó như vậy. Hoa của sóc là như vậy nha. Đấy. Hoa cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy, thì cái này cái khúc nguyên bản trên rừng luôn. Trong đây nó có thêm một cái bụi cẩm cù nữa. Này cẩm cù, cù lá mít, lá xoài gì đây. Thì loại này nó cũng có hoa nha, nhưng mọi người hoa cũng rất là thơm luôn. Mùa này cũng mùa hoa của nó nè, nhưng mà cái bụi này nó không có hoa, chưa hoa, chắc là do để trong mát quá hay sao. Thì sắp tới nó sẽ có hoa thôi, cái này chắc là nó có trễ. Đấy, hoa của sóc thì rất là đẹp nha. Nó cũng có mùi thơm nha mọi người. Đem ngửi lại. Giờ là mảng tối cho nên là cái hương của nó không có được đậm nha. Cái này mùi hương thì phải ban ngày nha. Khi ban ngày khoảng khoảng 8 giờ ha. 7 8 giờ á thì cái túi phấn nó mở rộng á thì nó sẽ thơm ha. Giờ này thì không, cái mùi nó nhẹ quá. Đây. Thì cái mùa này là mùa sóc nha, mùa sóc nở, mùa yến nở. Những loại lan tháng tư. Đấy, thì ngoài những cái bụi sóc này nở thì còn rất là nhiều ha, còn rất là nhiều cái yến thì mùa này nó đang nụ, có số đang nụ, còn có số cũng đang hoa luôn. Bụi này trên lấy mới lấy trên rừng về này. Đấy, bụi hải yến rất là to luôn. Mình mới lấy ha, nhưng cho nên là cái lá đồ nó sẽ bị dập. Cái này chăm khoảng thời gian thì nó sẽ đẹp lại thôi. Đó. Yến rất là khủng luôn. Này, nó đang nụ hết rồi. Đang nụ hết rồi. Nụ cũng khá là nhiều nha mọi người ha. Số là nó bị gãy ha. Gãy cái ngòi hoa ở trên rừng. Này. Yến ra nụ hết rồi ha. Còn nhiều nhiều giò hải yến á, nó ra ngòi hoa dài hết rồi. Có cây nở hoa luôn. Ngòi hoa rất là nhiều nha mọi người. Đây. Hôm nay có con giò đang hoa nè.
rất là nhiều luôn ha, rất là nhiều người hoa ha, cây càng to thì hoa càng 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 to nha. Đấy, còn rất là nhiều luôn ha. Còn hoa yến thì cái lần sau em sẽ quay cái hoa yến cho mọi người xem. Mùa này thì hoa chủ yếu là cây rừng nở tháng 4 thì mùa này là nó nở đồng loạt hết, nó nụ đồng loạt này. Hoa hoàng cam này, hoa hoàng cam này thì nó đã qua mùa rồi, hoa rụng hết rồi. Chủ yếu là quay cái giò sóc này ha, hoa nó cho mọi người xem mặt hoa. Cây này thì do cắt trên rừng á, nó một phần rễ nó bị cắt á, cho nên là cây nó hơi yếu, ngoài hoa nó ra ngắn. Nếu mà cái cây nó khỏe mà nó rễ còn nguyên á thì cái ngọn hoa của nó rất là dài nha. Trong này thì có một số cái ngọn hoa cũ em quay cho mọi người xem nè. Đây, cái ngọn hoa cũ nó rất dài luôn. Đó, rất là dài luôn nha mọi người. Đây nè, đó, rất dài luôn. Đó, năm nay ra thì rất là ngắn nha, bằng đâu 1/3 của năm trước à. Đấy, thì mọi người thấy hoa đẹp á thì nhấn nút like nha. Đấy, còn ai mà hỏi về cách trồng thì nhắn bên dưới luôn, em sẽ trả lời nha. Cái loại này thì trồng cũng dễ thôi, không có gì khó hết. Đây là một số bụi im thuần nè. Đó, số bụi thuần, rễ nó ra rất dài luôn ha. Đấy, phân thuốc đúng cách á thì tự động rễ nó sẽ dài ha, nó to thôi. Đấy, rễ rất là dài, to. Nhưng mà năm nay thì em không cho nó ra hoa nha, để cho nó phát triển, nó ra rễ, ra lá đầy đủ rồi mình sẽ cho hoa sau. Đó, khá là to luôn. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha.